Xin chào tất cả mọi người nhé, lại là kênh YouTube máy nông nghiệp Hải Sơn đây. Sau một thời gian ra những video giới thiệu về máy móc cũng như là giới thiệu về một số cái tìm hiểu về máy móc nông nghiệp thì máy nông nghiệp Hải Sơn được rất nhiều quỹ bà con nông dân đặt ra câu hỏi rằng là nếu như mua máy ở Hải Sơn thì có sẵn phụ tùng này hay không, hoặc là những câu hỏi như là mua máy này thì phụ tùng nó có sẵn hay không đấy, hoặc là ở Hải Sơn có bán phụ tùng hay không. Thì hôm nay em sẽ đưa cái video này lên để giải đáp thắc mắc đấy cho mọi người biết. Thì là ở Hải Sơn luôn sẵn phụ tùng cho tất cả các dòng máy cũng như tất cả các phụ kiện đi theo máy, ví dụ là phụ tùng của sới, phụ tùng của cải chảo, vân vân, một số thứ khác thì Hải Sơn luôn sẵn hàng. Nếu như những cái mặt hàng, thực ra thì vẫn có những cái sản phẩm phụ tùng nó đặc biệt, nó hiếm trên thị trường ấy, thì Hải Sơn vẫn sẽ tìm cách nhập về được cho mọi người đấy. Thì ở mặt hàng ở Hải Sơn thì chủ yếu là sẽ có hai loại mặt hàng chính. Thứ nhất là mặt hàng phụ tùng của Trung Quốc sản xuất đấy. Và thứ hai là mặt hàng phụ tùng của Nhật Bản hoặc là Thái Lan sản xuất đấy. Thì mức giá giữa hai cái phụ tùng đấy thì nó chênh lệch nhau khá là nhiều, bởi vì là chất lượng nó kèm theo đấy. Phụ tùng của Trung Quốc thì nó rất là rẻ, còn phụ tùng của Nhật Bản và Thái Lan thì nó sẽ khoảng tầm, nó sẽ gần gấp đôi so với phụ tùng của Trung Quốc, tùy từng loại thôi. Thì mình sẽ đưa ra một cái giá nó như thế thôi. Và ở đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là cái kho phụ tùng của bên mình đấy. Mình bắt đầu đi vào. Ở đây là gần như là kho phụ tùng, những cái đồ nào nó bé thì sẽ được đặt phụ tùng ở đây. Trước đấy thì nếu như quý khách hàng của Hải Sơn biết đến Hải Sơn từ trước ấy, thì sẽ biết được rằng là phụ tùng sẽ đặt ở dưới nhà, cách ở bãi 200 m. Còn ở đây bây giờ kho phụ tùng nó chuyển lên đây hết rồi. Thì giới thiệu cho mọi người một chút, thì đây chính là cái phòng kho này thì sẽ chứa một số những cái đồ, ví dụ như là phớt, rồi bi, rồi Jacora, hay là một số thứ khác, nó gọn nhẹ thôi. Thì ở đây là phụ tùng của máy gặt này, và đây là phụ tùng, ở đây có đầy đủ phụ tùng của máy gặt và máy cày, tất cả các dòng luôn đều có cho cả nhà. Đấy là những phụ tùng phổ thông thì sẽ có cho cả nhà, còn dĩ nhiên một số phụ tùng nó khan hiếm thì sẽ Hải Sơn vẫn sẽ tìm được cách để nhập về cho cả nhà, để bán cho cả nhà. Và đây mình sẽ đi qua giới thiệu một lát nhé, mình sẽ đi qua để cho mọi người ngắm nghía một lát. Đây là gần như là bi này, đây có ví dụ như ở đây là có vòng bi 62052 của Nhật Bản đấy. Thì đấy là về vòng bi, còn những gian hàng này gần như là gian hàng của máy gặt, những cái gian hàng của máy gặt thì sẽ được để ở sau này. Ví dụ trái DC70 này đấy. Đấy, ở Hải Sơn sẽ được chia ra theo từng gian hàng như thế này. Tuy nhiên ở đây thì vẫn chưa dán nhãn mác các thứ, tức là ví dụ như đây gọi là chưa hoàn thiện thôi, thì sau này bọn mình sẽ dán để tiêu đề ở đây, là ví dụ như ở đây là được đặt những cái gì này, vòng bi hoặc phớt vân vân, nó sẽ dễ tiện lợi hơn. Ví dụ như đây là lọc Kubota đây, cảm thấy là nặng luôn cả nhà nhé, cảm thấy là nặng khác hẳn so với lọc của Trung Quốc đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua một lát nhé. Sau đấy thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách đặt hàng những cái phụ tùng này nó ra làm sao, hoặc là muốn đặt được chính xác mặt hàng thì phải làm sao đấy. Đây là phòng phụ tùng thứ nhất này. Đấy. Dưới kia thì đang bán một em Kubota. Còn gian hàng phụ tùng thứ hai thì sẽ dành để những cái đồ nào nó nặng hoặc là to, lớn ấy. Đây là gian hàng phụ tùng thứ hai này. Thì ở đây gần như là để một số thứ, ví dụ như bánh bơi này, hoặc là cá đăng, lốp láp. Đấy, những cái đồ này thì thực ra thì những cái này thì bên này bọn em là phía bên này em giới thiệu qua cùng cả nhà một lát. Thế đây bên này thì bọn em sẽ dành để bảo dưỡng máy cho khách các thứ thì sẽ đặt ở đấy. Thì đặt những cái đồ này, thường thì những cái đồ này là hay được lấy nên là sẽ tiện hơn so với đặt ở
trên kho này. Đấy. Rồi. Chủ yếu ở đây là lốp thôi. Lốp và xích của máy gặt và lưỡi phay. Đấy, lưỡi phay. Ví dụ như đây giá cả cũng khá là phải chăng, lưỡi phay 30.000 này. Cả 30.000 này. 35.000 có loại 35.000 này. Đấy. Rất là nhiều loại cho cả nhà lựa chọn đấy. Nhiều mức giá cho cả nhà lựa chọn. Lốp này hay là mái này, mái che này. Anh em mà không muốn chế, tức là không muốn tự mình chế cái mái che cho mái cày thì có thể mua đặt sản phẩm, mua hàng cái mái che như thế này. Rất là ok, chất liệu nó làm bạt. Và gần như là cái này là tự chế thôi. Đấy, cả nhà cũng thể tự mình chế ra được những cái mái như thế này. Lốp này. Ôi, kia có quả lốp khủng long quá. Đây có quả lốp 18.4x30 to. To vật vã luôn. Thật sự là cái lốp này chắc là to bằng người em ấy. Đây là xích máy gặt này. Xích máy gặt Trần Ma, xích máy gặt của ta. Đấy. Thì về cái video xích này em cũng đang giới thiệu cho mọi người rồi. Thì ok, bây giờ em sẽ nói về một chút về cách thức đặt hàng ở bên em. Thì thực ra các bác chạy máy nông nghiệp gần như là những bác nông dân thì nếu như mình ở đồng bằng thì không sao, ok, đi lại nó rất là thuận tiện. Còn những bác ở vùng cao, vùng xa thì một cái thực tế là nó như thế này, đi lại rất là khó khăn luôn. Những bác ở vùng cao, vùng xa đi lại rất là khó khăn, mà đi đến những cái đại lý bán phụ tùng như bọn em lại rất là xa, cực kỳ xa. Đấy, mà chẳng hạn như mình mà đi mua một cái đồ gì đấy nó chỉ giá trị mấy chục nghìn thôi, nhưng mà mình đã bắt xe để đi tốn mấy trăm nghìn rồi. Như đấy là một cái rất là thiệt thòi cho các bác nông dân. Thì các bác muốn đặt hàng về mặt hàng nào thì nếu như cái mặt hàng đấy, phụ tùng đấy nó có thông số thì các bác bình luận bên dưới thông số của tên phụ tùng, thông số phụ của phụ tùng và số điện thoại của các bác thì bọn em sẽ liên hệ lại với các bác mà gửi mặt hàng đấy qua bưu điện cho các bác. Thì thực ra thì như thời điểm hiện tại ấy, càng ngày giao hàng càng nhanh rồi. Như em hôm trước em vừa mới giao một cái vào trong một cái mặt hàng phụ tùng vào trong Cần Thơ thì chỉ mất 2 đến 3 ngày, chỉ mất 2 đến 3 ngày. Hoặc là một số những cái thứ nó to thì bọn em sẽ gửi xe, to và nặng không gửi được bưu điện thì bọn em sẽ gửi xe thì trong ngày các bác sẽ nhận được luôn. Đấy là một cái tiện này. Các bác không cần phải đi lại, không cần phải đi lại xa này. Đấy, nó dễ dàng nhận hàng, không cần phải đi lại xa, dễ dàng nhận hàng, chỉ cần ở nhà thôi. Đấy. Và cái thứ hai nữa, cái vấn đề thứ hai nữa, cái lợi ích mà các bác mua hàng như thế này có một lợi ích như thế này nữa. Thì thực ra thì phụ tùng máy nông nghiệp bán rất là nhiều ở trên mạng, bán sang tất cả các mạng bán rất là nhiều và có rất là nhiều cơ sở bán về phụ tùng. Đấy. Nhưng mà người ta chủ yếu gần như là nếu như những mặt hàng nào người ta không có, người ta mua lại số cao hoặc là những cơ sở nó bé thì nó sẽ không có đầy đủ các phụ tùng cho các bác mua. Đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai nữa thì các bác về vấn đề mua phụ tùng thì em được rất nhiều luôn. Rất nhiều các bác bảo là mua phụ tùng ở đây sao rẻ thế, mua phụ tùng ở chỗ khác thì bị tăng giá thế này thế nọ. Đấy, thế là sao giá của phụ tùng của bên bác sao nó rẻ hơn so với phụ tùng ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia, thì tại sao lại thế, hay là hàng của các bác hàng đều hàng kém chất lượng vân vân. Thì em xin chia sẻ luôn là phụ tùng ở bên em bán kèm theo phụ tùng thực ra là lời lãi nó không được bao nhiêu, thật sự là như thế, lời lãi phụ tùng không được bao nhiêu. Đấy, nếu như các bác cần giao lưu thì xuống tận đây thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Lời lãi nó không được bao nhiêu mà chủ yếu bọn em bán máy phục vụ cho nông nghiệp thì kèm theo đấy bọn em cũng sẽ bán phụ tùng luôn, bởi vì mình thực ra mình bán máy thì mình phải có phụ tùng đi theo. Đấy, mình phải có kèm theo phụ tùng cho các bác mua. Cho nên là bọn em bán phụ tùng thực ra là bán thêm và bán giá rất là rẻ cho bà con nông dân luôn. Và cách thức đặt hàng ngay từ cái video này, nếu như cả nhà xem được cái video này thì cách thức đặt hàng thì rất là đơn giản. Mọi người để lại phần bình luận bên dưới tên phụ tùng cả nhà muốn đặt
và số điện thoại của cả nhà thì bọn em sẽ liên hệ lại, lấy thêm thông tin, lấy thêm số điện thoại, tên hoặc là địa chỉ của các bác, thì bọn em sẽ chuẩn bị lên đơn hàng và chuyển giao về tận nhà cho các bác. Và khi nào các bác nhận được hàng thì các bác mới cần phải thanh toán tiền. Đấy, và các bác có thể kiểm tra hàng thoải mái, nếu như có sản phẩm có lỗi thì các bác đổi trả thoải mái luôn. Đấy, đây là một cái rất là tiện lợi và bọn em sẽ free ship cho cả nhà, tức là không mất tiền phí vận chuyển cho cả nhà. Đối như với những cái mặt hàng nào mà nó vận chuyển qua bưu điện thì sẽ không mất tiền vận chuyển, còn những mặt hàng nào lớn thì vận chuyển bằng xe khách, xe chở hàng vân vân thì cái chuyện về tiền nong vận chuyển thì chúng ta có thể thương lượng với nhau. Đấy. Nếu như cả nhà xem được cái video này thì có ý kiến gì mọi người để lại phần bình luận bên dưới, cũng như là đừng quên like, chia sẻ cái video này và cũng như đăng cái kênh YouTube Máy Nông Nghiệp Hải Sơn, và để lại những cái vấn đề mà các bác đang thắc mắc em sẽ giải đáp từ từ cho các bác nhé. Vâng, chào tạm biệt mọi người.